Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một củ thiên tuế nha. Cây này có hai đầu rất là duyên. Này, nó mới ra cái búp bông này. Cây này có mã số là 574 nha. Cái hoành củ lớn là 81, cái hoành củ nhỏ bên này là 31 nha. Cây cao đến cái đầu thân chính này là 35, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 40. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 800k bao ship nha. Củ này rất là đẹp, lên chậu mới là ok luôn. Rất là già luôn nha. K bao ship. Củ khá là gì. Cây này thùng lâu rồi nha. Củ hình thù cũng khá là đẹp nha. Quái luôn. 800k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bạch mai rừng, hay còn gọi là thành ngạnh đỏ ngọn nha. Cây này lũ quách đẹp luôn. Cây này mình làm rừng trên thân nha. Này, lũ quách quýt luôn. Rồi cây này có mã số là 573. Hoành gốc ở dưới này nha. Mà mình đo nó phủ cái rễ dưới đây nè. Thì 77, nhưng mà nếu mà không có rễ rồi thì chắc cỡ tầm 50 rồi thôi. Cây cao là 40, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 52. Cây này về mình thay chậu, mình đôn lên là nó đẹp luôn, nó lòi ra cái bộ cây khá là đẹp. Lũ quách nè. Cây rất là già rồi nha. Cây này rất là lâu năm rồi. Xem nè, lũ nè. Cây này cây VIP nha cả nhà. Cây này thì nhà vườn giao lưu là 2,5 triệu bao ship nha, không chậu. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây này về mình để rừng trên thân cũng được, hoặc là mình cho nó nằm nghiêng qua, cho nó khoe hết cái, mình dựng lên cho nó khoe hết cái lũ quách cũng đẹp nha. Đó, nói chung cái nào cũng được. 2,5 triệu bao ship. Cái này cây VIP. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Sẵn tiện thì mình đưa hoa cho mình xem tham khảo luôn nha. Mình gõ lên bạch mai rừng là nó sẽ có thôi. Rồi đây, rất là nhanh nha, đây nè, bạch mai rừng nè, đó, hoa của nó nè. Đây nè, đây. Cây vườn nhà nè, này nó hơi, đây. Đây nè, hoa rất là đẹp. Hoa này còn rất là đẹp nha. Đây này, hoa của nó nè. Có cây nó ra là trắng phớt hồng, có cây là nó phớt hồng đậm. Nói chung là cũng tùy theo thôi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây mung sừng lũ vách âm thân VIP luôn nha. Lũ vách hơi bị đẹp luôn. Đây, mình cận cảnh lại cho thêm. Lũ vách luôn nha. Lũ vách vào bên này luôn.
cái lũa này thì có dùng máy vệ sinh nha, dùng máy vệ sinh thôi. Rồi cây này có mã số là 566, tổng hòn mình đo được là 116, cây cao lên đến ngọn đây là 63, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 68 nhân cho 36 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 3,5 triệu bao ship không chậu nha, 3,5 triệu bao ship không chậu. Mình xem tham khảo luôn. Đây mình quay cận cảnh lại cho mình xem lũ nè. Lũ quách đẹp luôn nha. Mặt nào cũng đẹp hết cả nha. Mặt trước thì mặt lũ, còn mặt sau thì mặt mặt da, nhưng mà nó vẫn đẹp nha. Bố trí rất là đẹp luôn. Ba triệu rưỡi bao ship không chậu cho cây mung sừng lũ thép quách này luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc dây gai bonsai nha. Cây này cũng bán thành phẩm rồi. Cây này có mã số là 561. Cái hòn ngay chỗ này mình đo được này, hòn ngay chỗ cái eo đây mình đo được là 74. Cây cao đến đầu thân chính, đến ngọn đây là 50. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 44 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 2,8 triệu bao ship nha, không chậu. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Lũa này, cái này là lũa rinh chưa có tác động máy móc gì luôn nha. Cái này về mình lên chậu mới nữa là ok thôi. Hai triệu tám bao ship nha, mã số là 561. Lũ thép luôn. Đây, lá của nó đây nha. Nói chung trắc thì nó cũng có khá là nhiều loại nha. Thì đây là một trong những cái dòng trắc mà anh em chơi bonsai nhiều nhất đây. Lá nhỏ, dày, bóng. Lõi của nó thì thôi rồi, bao đẹp luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, sống khỏe nha. Cây này một cốt nó tỉa là hai thân. Ở trên này nó vẫn còn sống nha mình. Đây mình có test thử rồi. Mình có test thử này, nó vẫn còn sống này. Thì chắc chắn là nó sẽ sau này nó sẽ nảy mầm ở đây thêm. Rồi cây này có mã số là 557. Hoành gốc ở đây đo được là 48, cây cao lên đến ngọn này luôn là 61, đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 38 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 600k bao ship nha. 600k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây sống khỏe nha, mình yên tâm. 600k bao ship nha. Bên mình là ship toàn quốc nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây găng vàng có dáng đổ quái luôn nha.
Cái này có mã số là 556. Cái hòn gốc ngay chỗ này mình đo được là 21. Chiều phóng mà từ cái đầu này mà xuống dưới cái ngọn này là 65. Còn từ cái ngọn này mà lên tới cái ngọn này là 84. Đang nằm cái chậu đất nung lục giác lọt lòng là 28 nha. Cây khá là duyên. Cây có dáng đổ rất là đẹp luôn. Lũ âm thân luôn nha. Đây. Rồi, cây này thì mình giao lưu nhanh dọn vườn là 2 triệu bao ship cả chậu nha. 2 triệu bao ship cả chậu. Găng vàng. Cây này về thì mình cứ tỉa gọn gọn là ok thôi. Nói chung là cứ bấm gọn gọn như thế này là ok thôi. Ở dưới đây một tầng. Và ở trên này một tầng. Ở trên kia một tầng. Đó. Rễ thì rất là khỏe rồi. Mình yên tâm. Rất là lướt cây nha. Đây. Hai triệu bao ship cả chậu luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mình sẽ quay một vòng nữa nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị quái nha, form thiên nhiên. Cây sống khỏe. Cây này có mã số là 555. Hòn gốc ở đây mình đo được là 23. Cây cao từ mặt chậu này lên đến ngọn này là 63. Đang nằm cái chậu đất nung lọt lòng là 23 nha. Mình giao lưu luôn chậu nhưng mà không bảo hành chậu nha. Nhưng mà bên mình sẽ cố gắng giữ chậu, bảo vệ chậu an toàn nhất có thể. Thì cây này form thiên nhiên nè, cây quái nè. Có cái cành ở đây nữa nè. Rồi cây này thì nhà vườn giao lưu là 1 triệu 3 bao ship cả chậu. Nhưng mà không bảo hành chậu nha. Cái nào mình nói trước cái đó. Nếu mà lỡ mà trường hợp về cây cái chậu nó có bị sự cố trong quá trình vận chuyển thì đôi bên mình cũng vui vẻ. Đó, cái nào mình nói trước ngay từ đầu. 1 triệu 3 bao ship nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cây quái. Này thì làm cây quái thì quá ok rồi. Form thiên nhiên, dáng phong tranh luôn nha. 1 triệu 3 bao ship. Rất là quái luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sầm đá nha. Đang siêu trái luôn rồi nha. Này trái này. Trái trái đang chín nè, ở trái sống. Đó, nè. Chín nó màu tím rất là đẹp. Sầm đá nha. Thì cây này có mã số là 547. Hoành gốc ở đây đo được là 53. Cây cao lên đến ngọn là 140. Bầu đất là 40 nha, bầu đất 40. Rồi cây này mình giao lưu là 2 triệu bao ship nha nhà mình. Đó, siêu trái luôn rồi nha. Rất là đẹp luôn. Trái nè, mê luôn. Mặt còn lại đây nha. Phía còn lại đây. Thân xoắn đẹp luôn nha. Cái này về mình chỉ việc tháo bọc thêm chất trồng nữa là ok thôi.
2 triệu bao ship nha. Để mình xem tham khảo luôn. Này, thân xoắn này đẹp luôn. Lũ âm thân ở đây luôn nha. Đó, lũ âm thân luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Nếu mà được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Dạ rồi nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Rồi thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây dúi khủng nha. Dúi thì hay còn gọi là hoàng anh mọc nha, nha. Thì cây này là cây khủng sống khỏe rồi. Cái hoành ngay chỗ gốc ở đây này mình đo được là 201. Cái chiều cao thì cỡ tầm 3,5 m nha. Chiều cao tầm 3,5 m. Cái bể bầu thì cỡ tầm bể bầu tầm 1,7 m tròn nha. Bể bầu cao cỡ tầm 70. Bể bầu cao tầm 70. Cái này là móc nguyên cái bầu đất rinh của nó luôn. Đó. Hoành gốc ở đây là 201, cao là tầm 3,5 m. Đó. Rồi mình xem tham khảo luôn nha. Nếu mà hữu duyên thì liên hệ với nhà vườn luôn, mình giao lưu luôn nha. Cây rất là khủng luôn đó nha. Đây mình xem nha. Cây tầm luôn à. Góc nó có một cái thân xoắn khá là đẹp nha. Cái này nếu mà làm bonsai thì bonsai đại, còn không thì mình cứ để cây tầm làm công trình thôi. Có thể là mình sẽ đánh tán tròn. Rất là khủng nha. Thân xoắn đẹp luôn. Mình xem tham khảo luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ, lũ thép luôn nha. Cây sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 528, hoành gốc đo được, hoành gốc đo ở đây nha. Ngay chỗ này đo được là 64. Cây cao là 66. 66 lên đến cái đỉnh lũ đây nha. Đang nằm cái chậu nuôi, chậu nhựa nuôi lọt lòng là 48 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 1,5 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. 1,5 triệu bao ship. Lũ này. Lũ thép âm thân luôn nha. Thân xoắn khá là đẹp. Thân xoắn này. Ở bên này là mạch sống nha, còn bên kia là mạch lũ. Nói chung là 50-50. Nó còn lại 1, 2, 3 đầu sống nè. Có 3 đầu, nhưng ở đây một mạch, ở đây một mạch lớn nữa. Một triệu rưỡi bao ship nha mà. Mình xem tham khảo luôn. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha.
Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.